Nhà nha, chào mừng tất cả quý cô bác anh chị và các bạn trở lại với kênh Meta Hành nha. Hôm nay ngồi nhớ lại cái thời gian đầu mà bắt đầu dấn thân vào cái con đường gọi là làm sale bất động sản. Thực sự thì mình nghĩ là chắc là rất là nhiều người ha, rất là nhiều người khi mà mới vào cái lĩnh vực gọi là làm sale bất động sản. Tức là khi mà thấy những người khác lựa chọn một cái ngành nghề, phải nói là ngày xưa các cụ nói là gì nhỉ, cái nghề làm sale bất động sản này, cái nghề làm sale bảo hiểm này, những cái nghề đó người ta gọi là nghề bán nước bọt lấy tiền, hay là nghề diễn giã đúng không? Nghề bán nước bọt lấy tiền. Nghe mấy cái câu đó cũng rất là thú vị đúng không? Thực ra thì cái nghề dưới góc nhìn nha, dưới góc nhìn của bên Thành nha, đầu tiên thì mình cũng nghĩ là cái nghề làm sale bất động sản nó rất là nhàn, nó cực kỳ nhàn ha, nhàn lắm, rất là nhàn hà. Và thứ hai là kiếm được nhiều tiền đấy, nhiều money, nhiều đô la đấy. Kiếm được rất là nhiều tiền. Đấy, thứ nhất là nhàn, nhàn này tức là khỏe ha, tức là khỏe, nó không không phải lao động nhiều giống như những ngành nghề khác. Đấy, ví dụ như những cái ngành nghề như là đi xây dựng chẳng hạn thì nó rất là vất vả, rất là mệt. Đấy, rồi là làm kỹ sư này nọ thì nó cũng rất là vất vả đúng không? Nhưng mà cái nghề làm sale bất động sản này thì đấy, làm nghề sale thì nó rất là nhàn, rất là khỏe. Và thứ ba là tự do về thời gian đó, đúng không? Rất là tự do, tự do về thời gian đấy, ba cái đúng không? Thứ nhất nhàn, thứ hai là nhiều đô la này đó, thứ ba là tự do về thời gian này đấy. Rồi thứ tư nữa là thấy con người lúc nào nó cũng ăn mặc rất là lịch sự, rất là đẹp, đi đâu cũng mặc áo sơ mi sơ vin đấy, kèm theo một cái áo vest vào nữa đấy, nhìn con người rất lịch sự đấy đúng không, rất lịch sự đấy. Nhìn vào cái bức tranh là em khoái sướng đúng không? Thứ nhất là nhàn này, nhàn hà khỏe này, thứ hai là kiếm được nhiều tiền này đó, thứ ba là tự do về thời gian này, thứ tư là lịch sử đi đâu cũng bóng bóng bẩy bóng mượt đấy, nhìn rất là đẹp. Đấy, lúc nào cũng là một con người ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đấy, nói chuyện lịch sử lịch thiệp, nhìn một cái bức tranh nha, một cái bức tranh về nghề nghiệp phải nói là nhìn rất là màu hồng, rất đẹp. Đó là những người gọi là khi mà chưa bước chân vào cái nghề làm sale bất động sản đó. Rồi những người mà nhìn những người đã thành đạt ha. Thực sự là cái nghề này này, cái này đều có hết, nhàn và khỏe này thì đều có hết, nhiều tiền cái này cũng có ha, tự do về mặt thời gian cái này có luôn, ăn mặc lịch sự và đẹp này thì lúc nào cũng có rồi đó. Nhưng mà để đạt đến một cái ngưỡng thế này, phải nói là đạt đến một cái ngưỡng như thế này phải nói là qua một cái thời gian rèn luyện rất nhiều, cực kỳ rất khủng khiếp khi mà đạt đến được những cái mốc này. Khi mà có một cái lượng khách hàng, gọi là một lượng khách hàng thân thiết, và mình xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân đó, thì cái lúc này bắt đầu mới nhàn nhàn một chút, khỏe khỏe một chút ha. Đấy, khi mà có được khách hàng thì tất nhiên là khách hàng mua hàng thì sẽ có những cái chiết khấu phần trăm từ một cái bất động sản nào đó thì sẽ có tiền sẽ có tiền. Và về mặt tự do thời gian, tức là không gọi là làm công ty bất động sản nó không ràng buộc bởi gọi là giống như là đi đến công ty khác là 7 giờ vào làm thì bấm bấm một cái để mà dí vào đó, rồi sau đó là 5 giờ chiều về lại dí thêm cái nữa là 8 tiếng đúng không? Nhưng mà nghề sale bất động sản thì nó lại là rất là tự do thoải mái về cái mặt thời gian đấy. Nhưng mà để đạt đến được những cái ngưỡng này phải nói là những người đủ bản lĩnh, đủ kiến thức,
đủ niềm tin thì lúc đó mới đạt đến được cái ngưỡng này được. Đấy, phải đam mê thực sự và đeo theo đuổi thực sự. Thực sự là cái nghề sale bất động sản mới vào rất là khó, và cái môi trường này nó đào thải phải nói là khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp luôn. Thực sự thì khi mà mới gọi là cái này gọi là mình nhìn ở cái vẻ bên ngoài thôi ha, còn khi mà vào thực tế, khi mà vào thực tế thì chúng ta mới biết là cái bức tranh này nó hoàn toàn không phải là màu hồng. Đấy, chắc chắn là bây giờ rất là nhiều bạn đang ở cái mức gọi là một tháng mới vào làm, một tháng ha, mới vào làm một tháng thậm chí là làm đến 6 tháng vẫn đang có một cái cảm giác là cực kỳ nản. Bởi vì cái việc mà tìm kiếm khách hàng ở trong cái lĩnh vực gọi là sale bất động sản này nó rất là khó, nó không hề đơn giản một chút nào. Và tìm kiếm được khách hàng rồi, mình chăm sóc rồi chốt gọi là bán được một cái sản phẩm từ bất động sản, phải nói là nó không hề đơn giản ha. Nhiều người phải nói là có thể nói là có duyên à có duyên với nghề sao, tức là họ chỉ vào làm được một tháng, thậm chí là vào làm chỉ có mấy ngày là họ có thể là bán được một cái sản phẩm nào đó ha tức là vào làm công ty bán những cái dự án đấy. Còn có những người làm phải đến là 5-6 tháng, vượt qua những ngưỡng mà nói là 5-6 tháng, rất kiên trì đấy, tìm kiếm khách hàng nhưng mà vẫn không bán được hàng à, nhiều người chứ. Bởi vì cái môi trường này nó đào thải và nó là khủng khiếp, nó đào thải cực kỳ khủng khiếp. Đợt đó mình làm trong công ty thì trong vòng 2 tháng ha, trong vòng 2 tháng thì cái lượng nhân viên đấy, tức là những người đến với đi về cái mảng này nó cực kỳ nhiều à. Bởi vì theo mình biết thì rất là nhiều công ty ha, thì khi mà nhận những người làm sale bất động sản này thì cũng không cần gì về bằng cấp nhiều à, bởi vì họ cần một cái lượng sale rất là nhiều để bán cái dự án đó. Thì đặc biệt là về kinh nghiệm, về kinh nghiệm thì cái mảng này cũng không cần nhiều. Thường thì các công ty hay là các sàn họ tuyển dụng thì nó không cần gọi là nhân viên có nhiều kinh nghiệm đó. Thì ngày xưa cái thời gian mà mới ra trường ha, đặc biệt là các bạn mới ra trường chưa có việc làm thì các bạn cũng thường tự dấn thân vào cái mảng này một thời gian. Những người mà thực sự đam mê, thực sự yêu thích với nghề này thì nếu mà trụ qua được 3 tháng ha, nếu vượt qua được 3 tháng trau dồi các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong cái mạng gọi là bất động sản này thì có khả năng là thành công rất là lớn. Còn những người mà trong vòng 3 tháng là mình lấy một cái timeline là khoảng 3 tháng ha, nếu mà trong vòng 3 tháng không trụ được là sẽ buông ngay, bởi vì trong cái thời gian đầu này nó cực kỳ nhiều khó khăn đó. Ví dụ như một số công ty thì ở cái thời gian đầu công ty có thể là hỗ trợ cho những nhân viên mới, có thể là hỗ trợ về tiền xăng cổ, đúng không, xăng cổ rồi một ít gọi là ăn uống đấy. Tức là cái mức lương mà trong cái nghề bất động sản này nó phụ thuộc vào cái phần trăm hoa hồng bán được. Còn cái việc mà lương là nó rất là ít, cực kỳ ít luôn. Có những công ty thì họ có cái mức lương cơ bản ha, ví dụ như là 2,5 triệu, 3 triệu hay là 4 triệu đó. Còn chủ yếu vẫn là cái phần trăm hoa hồng này đó. Tức là mình có bán được hàng thì lúc đó là mình mới có tiền đó. Cho nên là cái việc mà mình bỏ ra cái chi phí ấy trong 3 tháng đầu tiên ha, trong 3 tháng đầu tiên nó cực kỳ khó nhọc. À, thứ nhất là mình phải lo tiền ăn uống này, đó, tiền ăn uống, tiền đi lại, rồi thậm chí là có cả tiền marketing ở trong đó nữa. Bởi vì đi tìm kiếm khách hàng thì sử dụng rất là nhiều cái, đấy, có thể là đăng báo cũng tốn tiền, đó, rồi thậm chí là đăng tin ở một số trang giao vặt, một số trang thì miễn phí, một số trang thì cũng phải tốn tiền, đúng không?
một tin, thậm chí là mất 10.000 15.000 một tin đó. Rồi nếu mà ai mà làm quảng cáo chạy Facebook cũng mất tiền, làm website quảng cáo chạy website cũng mất tiền à. Rồi in băng rôn, in tờ rơi đúng không, một số công ty thì họ sẽ hỗ trợ cho là bao nhiêu phần trăm đó để mà đi phát tờ rơi này đấy, rồi bao nhiêu phần trăm đó để mà in băng rôn để mà đi dán thì có một số công ty thì họ hỗ trợ, có một số công ty thì những cái việc này là mình đều phải bỏ tiền ra, bỏ tiền túi để mà chạy, nó giống như là một cái khoản đầu tư của mình cho nên là 3 tháng đầu này nó cực kỳ vất vả đấy rất là nhiều khó khăn đấy, nó không đơn giản giống như là mọi người nghĩ, bởi vì để tìm kiếm một khách hàng phải nói là cực kỳ khó, nó không đơn giản chút nào cả. Thì mình nhớ ngày xưa mới mới vào làm thì thực sự là ngu ngớ đâu biết là phải làm cái gì đấy, các anh chị đồng nghiệp đấy, cứ chỉ đâu thì đánh đó thôi, chứ đâu có một cái phương hướng nào đâu. Bây giờ thì nhiều ha, bây giờ thì khá là nhiều, cực kỳ nhiều, có rất là nhiều phương pháp để có thể là tìm kiếm được khách hàng đó. Như ngày xưa mình đi làm thì phát tờ rơi đứng ở các điểm, ví dụ như đèn xanh đèn đỏ phát tờ rơi này rồi đi in các cái tờ băng rôn đó. Tức là cái tờ băng rôn nó khoảng dài khoảng chiều rộng khoảng 30 hoặc 40 ha, chiều dài khoảng 50 phân đấy, tức là có một băng rôn này ở trên đó có ghi là ví dụ như là bán gấp nhà diện tích nhân nhiêu rồi sổ hồng riêng thổ cư 100% rồi số điện thoại liên hệ đúng không? Mức giá này nọ đấy. Thì khi mà in cái đó xong thì phải đi treo, và đi treo thì vất vả lắm bởi vì mọi người biết là khi mà đi treo cái đó là nó làm mất gọi là mỹ quan đô thị, cho nên là họ cấm, họ không cho treo đâu, bắt buộc là mình phải chọn những cái giờ cao điểm đó. Hoặc là lén lút là treo những cái lúc mà giờ trưa này đó, tức là những cái giờ này là thường thường vắng, không ai chú ý đến mình nhiều đó. Ví dụ như là vào những cái lúc mà giờ trưa này đó, công ty nghỉ ngơi ha, đấy tất cả mọi người đều nghỉ trưa chẳng hạn, thì cái lúc đó là mình làm việc đó, mình phải đi treo mấy tờ rơi, hoặc là vào đêm khuya đấy, ví dụ như 10, 11 giờ đêm là bắt đầu lúc đó người ta đi ngủ hết đấy, mình bắt đầu lại là xuất hiện cú đêm tức là hai đứa ha, thường thường thì cứ một team thế là khoảng 2-3 đứa cầm theo một đống các cái băng rôn đó, rồi tức là làm sẵn ở nhà hết rồi, tức là đưa ra ngoài là chỉ cần một cái thang đấy, một cái thang nữa là như ngày xưa là có một cái thời điểm đất rất là sốt thì đi làm cái đó là đêm là phải treo càng cao càng tốt, bởi vì treo dưới là hôm nay treo là ngày mai là thấy mất tiêu luôn rồi đấy, bởi vì ở bên chính quyền bên xã họ có một cái đội ngũ đó là đi chuyên đi gỡ những cái tấm biển đó, bởi vì nó treo thì nó làm rất là mất cái mỹ quan đô thị rất là xấu, cho nên là họ không cho treo ha. Và thậm chí là có những hôm mình đi treo và bị bắt gặp và bị dân phòng rượt đuổi đúng chạy mất dép luôn đấy, nghề này cực lắm, không đơn giản đó ha. Rồi những hôm đi phát tờ rơi thì đứng ở các ngã tư, rồi có những cái điểm mà những cái nút mà đông người qua lại, mình đi phát tờ rơi đi kiếm khách hàng, rồi sau đó rồi về gọi điện thoại đấy, về thì cứ mình đi xin những cái gọi là những cái danh sách, những cái database đấy, thì nói chung thì các anh chị ở phía trên thì cứ đưa cho một list các cái danh sách số điện thoại đấy, là cứ ngồi gọi ha đấy, còn là chi phí điện thoại ha, ăn uống đấy, cái chi phí điện thoại cũng nằm trong cái này luôn đấy đó. Rồi đăng tin đấy, nói chung là khi mà đi vào với cái nghề thì bắt đầu mới thấy được những cái vất vả, cái khó khăn của cái nghề này, nó không đơn giản ha. Đấy, tức là mình gọi 100 cuộc điện thoại
thì ví dụ như có khoảng 10 cuộc bắt máy nói chuyện với mình tử tế đi, thì trong 10 cuộc đó mình hẹn được 2 cuộc thì cũng là đã là một có một sự thành công lớn. Hẹn 2 cuộc đi xem dự án ha, đi xem đất, xem nhà thì đó cũng là một thành công rất là lớn rồi đấy. Đó. Bởi vì đứng ở một góc độ gọi là người người đi mua ha, thì họ thích cái kiểu là họ đi thích đi tìm những cái thông tin đó hơn là mình gọi điện đến làm phiền họ. À, cho nên là khi mà gọi điện để mà chào một cái dự án hay là bán một cái sản phẩm nào đó thì nó rất là khó, cực kỳ khó là chỗ đó. Thì một số ha, đó là một số những cái khó khăn. Thì ngày xưa là mình cũng đi tìm, đi mày mò để mà gặp những người đi trước, những người đàn anh họ làm một cách nào đó nó dễ dàng hơn, nó dễ tiếp cận với khách hàng hơn. Đấy, thực sự thì bây giờ thì áp dụng gọi là công nghệ 4.0 nó nhiều, nó hiểu hơn rất là nhiều so với là ngày xưa ha. Ngày xưa thực sự mà ví dụ như ngày xưa bán đất ở Long An, nhưng mà phải đi treo băng rôn mãi dưới thành phố, quận Tân Bình rồi Tân Phú, rồi nói chung là ở dưới kia, ở dưới xa đằng kia. Đấy, tức là treo ở dưới đó thì họ đi qua họ thấy giá rẻ thì lúc đó thì họ mới gọi được. Đấy, chứ còn thì ở khu vực trên đây thì hầu như là kiếm khách rất là khó rồi. Đó. Đấy. Vậy thì những người mới vào làm thì phải làm thế nào để mà tìm kiếm khách hàng và làm sao để mà tồn tại qua 3 tháng qua 3 tháng đầu vất vả gian khổ đó. Thì mình muốn rất là muốn chia sẻ đến cho mọi người một số những cái rất là căn bản để chúng ta có một cái hướng đi nó phù hợp ha. Bây giờ video cũng khá là dài rồi, không biết là nên để ở video sau hay là mình sẽ bật mí một chút. Chắc là mình bật mí một chút trước ha. Mình bật mí một chút trước rồi ở những cái video sau mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cái vấn đề này. Đó. Thì bây giờ ha. Đối với những bạn mà mới vào làm, những bạn mới vào làm thì cái điều đầu tiên đó là phải tìm hiểu về cái dự án đó. Chưa cần học nhiều ha, chưa cần học nhiều, bởi vì cái gì nó cũng có những cái tiến trình nhất định. Mình dùng tốc sẽ là bất đạt. Đấy. Đầu tiên là muốn tư vấn thật là tốt thì đầu tiên là phải tìm hiểu về cái dự án mà mình đang bán thật là kỹ. Đấy, về vấn đề pháp lý cũng như là vấn đề các cái thủ tục mà nó liên quan đến, ví dụ như là vay mượn ngân hàng chẳng hạn, hay là các cái tiện ích xung quanh cái dự án đó, là mình cần phải biết và hiểu rõ thật là kỹ. Đấy, thật là hiểu về cái dự án của mình. Và cái thứ hai nữa là trau dồi thêm về kiến thức. Đấy, về kiến thức này thì mình sẽ trau dồi về những cái mảng nào ha. Thì đầu tiên là về pháp lý, về những cái kiến thức về pháp luật. Đấy, mặc dù là những cái kiến thức về luật nó rất là khô khan, cực kỳ khô khan, nhưng mà khi mà mình có những kiến thức về luật, đấy, càng sâu càng tốt đó. Vì khi mà mình có những cái kiến thức về luật, mình càng hiểu sâu, khi mà mình nói chuyện, mình đưa ra những cái gọi là tư vấn, những lời tư vấn cho khách hàng, mình hiểu sâu về luật, mình sẽ nói càng sâu sắc và tạo được một cái niềm tin chắc chắn cho khách hàng. Đó. À. Đấy. Và một cái thứ ba nữa ha. Cái thứ ba nữa là cái kỹ năng tìm kiếm khách hàng. À,
Tức là mình dựa vào những cái sử dụng những cái công cụ nào để mà tìm kiếm cho mình một lượt khách hàng để về đi tham quan dự án đấy. Tức là ba cái này là mình nghĩ là nó quan trọng, mình cần tập trung hàng đầu ha. Đấy, khi mình hiểu về cái dự án của mình, mình hiểu về tất cả các cái vấn đề xung quanh mà liên quan đến đất, thì mình có kiến thức về pháp luật đó, rồi mình rèn luyện đồng thời luôn ha cái kỹ năng tìm kiếm khách hàng đó. Ba cái này thì ở cái video sau mình sẽ chia sẻ sâu hơn một chút về cái kỹ năng này, cái kỹ năng tìm kiếm khách hàng đó. Cái kỹ năng tìm kiếm khách hàng này nó rất là quan trọng đấy, thì mình kết hợp giữa online và offline, và mình tập trung những cái nào đấy, những tập trung những cái nào, những ngày xưa mình làm những cái mạng nào mà nó tạo cho mình những cái hiệu quả nhất, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết về cái kỹ năng tìm kiếm khách hàng. Bây giờ sử dụng các công cụ online rất là nhiều ha, về các mạng xã hội như thế nào, rồi xây dựng web, rồi làm truyền thông như thế nào để tìm kiếm khách hàng đó, thì ở cái video sau ha. Đấy, nếu mà mọi người có hứng thú thì hãy comment dưới video là thích về những cái nào, mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cái mạng đó, đặc biệt là về cái mạng khách hàng, về cái mạng làm online. Mình cũng được đào tạo, qua trường lớp đấy, nếu mà ai có hữu duyên thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn đấy, thậm chí là về gặp riêng ha, gặp riêng inbox riêng cho mình sẽ đó, chia sẻ cho mọi người sâu hơn về cái mạng gọi là tìm kiếm khách hàng từng mạng riêng biệt đó. Thì hôm sau mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái cách làm sao để mà cái này trước ha, làm cái ba trước, còn cái dự án này thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là dễ rồi đấy, về tìm hiểu về cái dự án và các cái vấn đề nó xung quanh cái dự án này đấy. Hoặc là hôm sau mình có một cái video mình chia sẻ sâu thêm về cái việc mà tìm kiếm những cái kiến thức mà nó liên quan xung quanh đến cái dự án đấy, rồi cái kiến thức pháp luật. Thực ra thì kiến thức pháp luật này thì cực kỳ khô khan đấy, nốt khó trôi lắm vì kiến thức mà liên quan đến luật là nó thường rất là khô khan, mà nó mang một cái nguyên tắc gì đó nó rất là khó vào. Và thay vì mình đi tìm hiểu những kiến thức về pháp luật thì mình sẽ đi kiếm những cái video, những cái kênh ha. Đấy, ví dụ như mình nói là liên quan đến cái sổ chẳng hạn đó, thì mình sẽ là đi tìm những cái video họ nói về cái sổ đó trước, sau đó là mình lại đi đi đọc lại cái luật đấy, thì mình sẽ thấm hơn, mình sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều. Đấy, ví dụ như họ nói là cái quy trình cấp sổ đỏ như thế nào, thì sau khi mà nghe họ chia sẻ xong thì ra là thế, thì bắt đầu mình lại đi quay lại là tìm những cái văn bản luật ấy, những cái kiến thức luật mà họ nói về cái vấn đề đó, thì mình sẽ hiểu sâu hơn rất là nhiều so với là mình đọc trực tiếp vào cái luật này đấy. Khi mà đọc vào luật là thực sự rất là mơ màng, cực kỳ mơ màng ha. Đấy, thì video bây giờ cũng khá là dài rồi, thì chắc là hẹn mọi người ở video tiếp theo nhá. Hôm sau mình sẽ chia sẻ sâu hơn, hôm nay chỉ là tâm tư một chút về cái nghề bất động sản có dễ ăn giống như mọi người nghĩ không ha. Rồi, cảm ơn cả nhà nhá, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhá, bye nhá.